Theo XQ không bắt đầu từ Đà Lạt, nhưng đến với nơi này, Theo XQ đã được thổi hồn vào những đường kim mũi chỉ, tất cả chất thơ, nhạc, họa của một xứ mộng mơ. Nói chung là để muốn phát triển một cái ngành nghề, nhất là ngành nghề thủ công truyền thống, thì không những là mình gìn giữ những cái giá trị riêng của nó, mà bản thân cái bộ phận chúng sáng tạo cũng phải tìm tòi làm như thế nào để đưa cái chất lượng sản phẩm một ngày một phong phú và đa dạng hơn. Ở Sử quán XQ trên con đường Mai Anh Đào, thành phố Đà Lạt, Theo XQ đã trở thành một hội quán thực sự của người yêu những đường kim mũi chỉ xứ Lang Biang. Nơi duy nhất hàng năm diễn ra lễ rước chỉ về bàn thờ tổ nghề thêu, nơi hội tụ được nhiều yếu tố tài hoa của nghệ nhân dân gian cũng như sự đột phá của một ngành thủ công truyền thống. Khoan nói đến thêu với quan điểm cần có niềm tin vào nghề, khiến cho từng sợi chỉ, từng cây kim đơn lẻ cũng trở thành một sự thiêng liêng trong nghề. Muốn có tính thiêng liêng thì cái nghề nghiệp phải có một cái nghi thức. Thành ra những cái nghi lễ hàng tuần của XQ rước sợi chỉ về bàn thờ Đức Tổ nghề thêu, hoặc là làm một cái nghi lễ dưới cổng mặt trời, đó cũng là những cái nghi thức để khi người phụ nữ họ mặc một cái chiếc áo do mình thêu, họ cầm một cái sợi chỉ để đặt ngay nơi bàn thờ tổ của mỗi tuần, hoặc là cái lễ hội là cắm kim gậy để nói đến cái ngành nghề của mình. Thì người ta khi đó họ mới tất cả những cái tình cảm, tâm tư và những cái hiểu biết về ngành nghề, họ tạo cho họ một cái điều gì đó thiêng liêng trong ngành nghề mà họ không thể là quá như là bỏ được. Thì khi mà cái tình thiêng liêng nó đã có, đã thâm nhập vào hàng tuần, hàng ngày, thì thậm chí mỗi buổi sáng khi mà người nghệ nhân họ trước khi họ ngồi vào khung thêu, hoặc là có một cái nghi thức đó là trong cái suy nghĩ của bản thân của mỗi con người, thì họ ta cảm giác nó tin cậy vào ngành nghề của mình. Nếu nói đến theo XQ, ngoài nói đến các thể loại như tranh phong cảnh, tranh chân dung, tĩnh vật, hoa, thì đặc biệt cần nhắc tới kỹ thuật mà cũng là thể loại tranh, đó là tranh hai mặt. Cũng là kỹ thuật từ xa xưa, đơn giản chỉ là đâm xô, nay để trở thành tranh hai mặt, người nghệ nhân không dừng chỉ ở mặt nào, không được để lộ mối nối ở cả hai mặt, mà chỉ có thể giấu chỉ khéo léo vào các đoạn chuyển giữa các chi tiết hoặc mấu chỉ giữa hai mặt. Khó hơn cả phải nói đến trí tưởng tượng và niềm tin vào đôi tay của chính họ, bởi lúc này nghệ nhân thêu không hề nhìn vào mặt sau của bức tranh, mà chỉ hoàn toàn cảm nhận sắc thái, sự hợp lý của hai mặt tranh thêu. Ví dụ như tranh chân dung lại được thêu bằng kỹ thuật thêu hai mặt, thì phía sau người phụ nữ trong tranh không thể nào lại kém xúc cảm và vô hồn hơn so với mặt trước của bức tranh. Phải làm sao người xem tranh như nhìn đằng sau một người phụ nữ trong thực tế, đó mới là cái kỳ công của thể loại này. Nghệ nhân Nguyễn Thị Thu Hiền là một trong những người nắm được kỹ thuật thêu tranh hai mặt một cách thuần thục, tay nghề cao. Nhưng mỗi bức tranh hai mặt đều là một thử thách trong xúc cảm và kinh nghiệm. Một nghệ nhân mà để thêu được tranh hai mặt thì phải có kinh nghiệm trên 7 năm trở lên ạ. Tại vì tranh hai mặt là nó đòi hỏi kỹ thuật nó cao, độ chính xác nó cao hơn tranh một mặt. Cái độ tỉ mỉ của tranh hai mặt nó cũng cao hơn ở tranh một mặt ạ.
Đòi hỏi của thị trường thêu cả về chất lượng lẫn tay nghề đã khiến cho tranh thêu hai mặt ra đời ở Thêu XQ. Và đây cũng trở thành một bước ngoặt thúc đẩy cho ngành thêu cải tiến không ngừng, dù đây là một nghề có độ tĩnh, thấm nhuần, sâu sắc. Khi mình nhận một tác phẩm tranh thêu hai mặt á, thì việc đầu tiên là chúng ta phải chọn màu của chỉ để làm sao có thể diễn tả được cái hồn của tác phẩm. Thứ hai nữa là khi mà mình nhận tác phẩm như vậy thì mình phải tìm hiểu về tác phẩm để mình có thể diễn đạt hết được cái độ sắc sảo của tác phẩm đó, về độ sáng tối, màu sắc. Đó. Rồi ở tác phẩm tranh thêu hai mặt thì nó đòi hỏi cái độ chuẩn xác. Thứ nhất là mình phải làm theo quy tắc trật tự, không thể làm như kiểu tranh một mặt được. Cái điều may mắn là khi mỗi lần chúng tôi ra một cái loại hình nghệ thuật mới thì hầu như đa số cái lượng khách hàng đón nhận cũng khá là đông và họ rất là thích thú, vì hầu như những cái sản phẩm thủ công mà nó mang một cái giá trị, cái ngành nghề, và trong đó đòi hỏi những không những cái sự kiên trì và bền bỉ của người phụ nữ mà cái sự sáng tạo trong đó làm đẹp thêm cho bản thân họ, thì hầu như người ta đón nhận là cũng khá đông. Vẫn tuân thủ kỹ thuật vẽ, châm kim và in dầu lên vải. Tuy nhiên, ngay cả khâu vẽ, in cũng đòi hỏi sự chính xác và độ phiêu trong tác phẩm. Ngay từ khi nhận phác thảo, nghệ nhân đã có một cơ hội đầu tiên ngắm nhìn hình hài tác phẩm trước khi tiến hành những mũi kim. Chính vì thế, không thể nói khâu vẽ hay khâu in vải kém quan trọng hơn. Có chăng là sự cảm nhận nằm ở kinh nghiệm và độ tự tin vào bàn tay của nghệ nhân để tác phẩm có thêm cá tính riêng. Theo XQ coi trọng và tự hào vì mỗi nghệ nhân là một câu chuyện về sự gắn bó với nghề thêu và Theo XQ. Bởi qua không gian này, sản phẩm ở đây, Theo XQ đã truyền tải được đầy đủ từ không gian tới giá trị lao động nghệ thuật của nghệ nhân đối với những đứa con tinh thần của họ. Khi cái người mà đã tìm hiểu và biết về nghề thêu và biết về XQ, khi mà họ đã đến tham quan ở đây, thấy được cái người nghệ nhân trên khung thêu, thấy được không gian làm việc của họ, thấy được những nghi thức, nghi lễ hàng tuần của họ và được trò chuyện với họ, thì khi đó họ mới cảm nhận được tất cả những cái giá trị của một cái bức tranh thêu nó được hình thành như thế nào. Thì khi đó người ta mới cảm nhận được. Còn ví dụ mà để mà đánh giá trên một bức tranh bình thường thì tất nhiên cũng sẽ không ai đánh giá được nếu họ không hiểu biết về nghề thêu.